Và rap ở chung kết rap Việt, xúc Tết được gọi là quán quân. Tiếp mục của Tết đã tạo được nhiều hiệu ứng trên mạng xã hội, trở thành ca khúc có lượng stream ấn tượng nhất của chung kết 1 rap Việt mùa 3. Tết đến với vòng chung kết 1 rap Việt mùa 3 bằng một tâm thế không hơn thua. Nam rapper muốn nói về câu chuyện tình đã qua ở vòng này với bài thi Khi cơ mơ dần phai. Đoàn khúc ấn tượng được thể hiện bởi giọng hát của ca sĩ Mira Trần. Phân đoạn này cũng do Tết sáng tác khiến nhiều khán giả bất ngờ sau khi lên sóng, ca khúc viral trên các nền tảng mạng xã hội, bài thi khi cơn mơ dần phai đã gần 800.000 lượt xem sau hơn một ngày đăng tải trên nền tảng YouTube. Một khán giả bình luận. Một bài thi hoàn hảo không có gì chê được, nó chạm đến cảm xúc của người nghe qua từng dòng lyric của Tết. Mình không biết quán quân là ai, nhưng Tết đã là quán quân trong lòng mình rồi. Cảm ơn anh Big đã đạp để Tết xuất hiện trong đêm chung Tết. Nhiều khán giả gọi Tết là một tiểu caric khi khiến nam rapper này khóc ngay trên sóng truyền hình. Bài thi của Tết cũng gợi nhiều đến những bản hit của caric về tình yêu. Tết dù chỉ nhận được một chọn ở vòng đầu tiên, nhưng càng đi sâu, càng chứng minh được mình là một thí sinh mạnh. Các chiếc ghế sơn lên những thanh dấu, sắc, ngã, hỏi nặng như một cách để Tết cài cắm những ẩn ý của mình liên quan đến câu chuyện tình cảm một thời với rapper pháo no sai tên thật là diệu huyền ẩn ý trong bài thi của lưu gray tại chung kết rap việt mùa ba Tiếp mục của lưu Gray ở chung kết rap Việt mùa 3 đang nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả với những ẩn ý bên trong. Liu Gray là thí sinh nữ được đánh giá rất mạnh ở mùa giải năm nay. Học trò của huấn luyện viên Thái VG càng tiến sâu càng cho thấy được sự phát triển của mình. Với bài thi, có nhiều cái khó nói ở chung kết mùa rát về mùa 3, Lưu Gray nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Với 4 câu, tuổi này 10 điểm không có nhưng, Pussy Powell thấy nóng bừng, UTH đang chống lưng, 454 dẫn không cưng, Lưu Gray đã sâu đao đến những tổ đội hỗ trợ mình trong phần thi. Câu đáp, đây là rap Việt, không múa trống hay cua chiêng của Lil Ray bị nhiều fanpage âm nhạc cho rằng là một cách cả khiệu rider. Tuy vậy, đây chỉ đơn thuần là một cụm từ để ám chỉ như cách làm phô trương, rùm đen. Đoạn khúc cuối cùng trong bài thi được lấy cảm hứng từ bài rap Wasabi của rapper yoong Người Lil Ray luôn coi là thần tượng. Phân đoạn này sau đó cũng viral trên TikTok. Ngoài ra, phần vô khổ cũng có thể nghe rõ giọng của rapper Minh Lai ở một số phân đoạn. Rapper này ngoài việc mặc chiếc áo của tổ đội Under The Hood còn đeo dây chuyển 454 của huấn luyện viên Thái VG. Phía sau bài thi nhẹ đô của Mike Claudic ở rap Việt, bài thi viết về mẹ đã tạo ra bước đột phá cho Mike Claudic về màu sắc âm nhạc nhưng lại bị nhiều khán giả xem là quá nhẹ đô. Mike Claudic đã gây bất ngờ với màu nhạc ở chung kết rap Việt mùa 3, nam rapper lựa chọn chủ đề về mẹ với một chai beat nhẹ nhàng, không quá phức tạp. Điều này đúng với lời hứa làm nhạc chữa lành trước đó trên mạng xã hội. Sau phần thi nhạc cho mẹ, nhiều người đặt dấu hỏi với lựa chọn của học trò huấn luyện viên Thái Vi Di. Với cách lựa chọn bài thi này, Mike Lodic đã có một cú lột xác. Tuy vậy, học trò huấn luyện viên Thái Vi lại tương đối lép vế nếu đặt cạnh những bài thi bùng nổ của top 9. Các huấn luyện viên và giám khảo khẳng định Mike Lodic đang làm rất tốt với màu sắc âm nhạc của bản thân. Rapper sinh năm 2001 nói về lý do chọn bài thi này. Em muốn chuyển mình, muốn làm một bài nhạc nhiều tình yêu và có tính chữa lành. Giám khảo Karik khuyên Mike Ludwig nên vui vẻ đón nhận những luồng ý kiến khác nhau vì còn gì đó để họ quan tâm. Mike Ludwig cũng có những hứa hẹn rằng sẽ bùng nổ và cháy khét ở bài thi chung kết 2 rap Việt mùa 3.